Xin chào anh em nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với mọi người về cái kinh nghiệm tập guitar. Thì từ đầu những cái video của Vinh đến bây giờ, quên mất là không đề cập tới, với mọi người cái vấn đề là cái tư thế mà chúng ta ngồi chơi như nào cho nó hợp lý nhất để chúng ta bấm hợp âm nó dễ. Tại gần đây Vinh có tham gia vài cái diễn đàn, fanpage các thứ ấy, thì thấy rất nhiều anh em mới tập nói về cái việc này, như là bấm những cái hợp âm giả sử như son này. Tại sao mình bấm thấy nó dễ mà anh em bấm lại khó? Thì cơ bản nhất là mọi người nhìn thấy Vinh ôm cái đàn không? Cái đầu nó lên cao một tí nha. Nhưng mọi người mà như thế này thì có thể cái tay này, cái cổ tay nó căng quá và chúng ta bấm những, giả sử những hợp âm như này rất khó, hoặc chúng ta chặn cảm thấy rất khó nha. Nhưng khi chúng ta đưa cái đầu lên, tay chúng ta thả lỏng, cái chỗ này nó thả lỏng ra thì mọi người chặn nó dễ hơn. Giả sử như pha này, mọi người nếu mọi người chơi là thứ rất hay có pha, thì có phải chúng ta nếu mà chúng ta căng ngang ra như này này, chúng ta sẽ thấy bấm vô cùng khó, mọi ngón tay nó rất là căng và khó vươn tới bấm tới. Nhưng mà chúng ta đưa lên một tí, cái đầu lưng cào thì để làm được thế rồi. Đây là chân Vĩnh là có kê một cái ở dưới này, thì mọi người hãy kiếm cho mình một cái ghế đỡ. Chứ mọi người để như thế này thì nó cũng khá khó ha. Cho nên kê lên đó, cao lên và để đầu đàn hơi chếch lên một tí, bấm sẽ dễ hơn đó. Thì khi chúng ta mà chuyển hợp âm á, nó dễ dàng hơn cho việc chúng ta bấm vào những cái phím đàn trên này, để trên này nữa, đúng không? Nếu mà mọi người để dưới này bấm thì rất khó nha. Đây là một cái kinh nghiệm thôi, thì từ đầu đến giờ Vĩnh quên mất không nói với mọi người. Mọi người lưu ý cái vấn đề này nhé. Và nhớ đấy, lần nào chúng ta sờ vào cái đàn này cũng phải lên dây. Vĩnh thì tai vẫn chưa thính, lên bằng tai rồi vẫn phải dùng cả cái này nữa. Này thì bây giờ ở ngoài đang bán 100.000 này, còn chỗ của mỗi anh em thì giá khác nhau. Vĩnh không biết bán bao nhiêu nhé, chúng ta mua về. Thì cái này cái người bán sẽ hướng dẫn chúng ta lên dây đàn. Còn việc lên dây đàn như thế nào để cho nó hay cả đây, cả trên này thì chúng ta cần phải tư duy một tí, đó, áp dụng một chút kinh nghiệm vào thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề. Đó là cái dây đàn lúc nào cũng chuẩn, nói rất nhiều. Và cái việc á, nhiều anh em nói mình là các hậu âm này thuộc. Đầu tiên là vòng la thứ nha, gồm 6 hậu âm này: la, v, mi này, đô, pha, son, thuộc hết nhưng mà chuyển nó chưa được nhuần nhuyễn. Thì vấn đề đầu tiên là thời gian chơi của chúng ta còn ít quá, nghĩa là chúng ta mới chơi. Chúng ta mới chơi 1 tháng thì làm sao mà có thể so sánh luôn với cả cái người chơi 5 tháng, chơi 12 tháng hoặc chơi vài 3 năm rồi. Cho nên điều đầu tiên là do thời gian chơi đàn của chúng ta chưa được nhiều. Cái này nó phụ thuộc vào thói quen mà. Và thứ hai nữa là cái ngón tay của chúng ta nó chưa được nhuần nhuyễn và nó xếp. Cái thói quen xếp ngón của chúng ta nó chưa được hỗ trợ tốt cho cái việc bấm hợp âm của chúng ta. Thì Vĩnh có chia sẻ với anh em về việc luyện cho cái ngón tay này nó có thể vươn ra nó khỏe hơn qua những cái bài đi scale ha. Ngày nào chúng ta cũng tập luyện như thế thì có vẻ cái ngón tay của chúng ta nó đi thứ tự như thế,
Thì khi mọi người đi ở đằng đây thì bấm lên đây, cái ngón này nó nằm vào cái chỗ nào thì nó đã xếp cho ông ta. Cái thói quen đấy nó xếp cho ông ta và giúp chúng ta bấm hợp âm dễ dàng hơn. Họ bấm lên đây. Thật sự là những cái hợp âm chặt này nói mọi người là Vĩnh phải mất 2 năm Vĩnh mới chặn được lên đến đây. Nhưng mà tại vì không biết cái chuyện tập luyện làm sao cho nó đúng để khi đang chờ đây một chục lên đây gái nó chuẩn ngay. Thì sau một thời gian mà Vĩnh được chú hàng xóm kia nói là mày về mày luyện ngón đi, thì đưa cho Vĩnh một cái tờ giấy và Vĩnh về cứ nhìn vào đấy đánh, thì chú hướng dẫn một lần đánh có gì cả tháng trời. Ông chú bảo giờ con chuyển được rồi chú ạ, mày chuyển được rồi nhưng ngày nào mày cũng vẫn phải tập như thế. Thì tới giờ ngày nào Vĩnh vẫn cũng cứ tập. Nhanh tập chậm là tùy khả năng chúng ta nha. Lúc đầu thì ai cũng đánh chậm, xong rồi đánh nhanh dần lên. Và nhớ đánh thì nó phải có cái nhịp, cái phách trong đấy. Cứ luyện như thế. Đây là luyện chúng ta việc đi theo một cái scale, còn không thì chúng tiếp theo chúng ta phải luyện như này nữa. Tập đàn đó, thì cái việc luyện này nó vô cùng nhàm chán và chúng ta thì thường mất kiên nhẫn. Đó, mình chia sẻ với anh em nào hiểu được ý Vĩnh thì vì chúng ta cùng nhau tập luyện. Còn biết có nhiều anh em thì nghe thì cũng không lọt tai lắm, nhưng mà thôi anh em cứ thấy cái gì tốt cho việc là nâng cao khả năng chơi đàn của chúng ta thì chúng ta tập luyện. Nhưng ở đây kinh nghiệm của riêng Vĩnh là ngày nào chúng ta cũng luyện ngón thì nó sẽ hỗ trợ cho việc chuyển hợp âm nhuần nhuyễn. Không phải là một cái bài hát cố định, một vòng hợp âm cố định là chuyển nó ấy, nó nhanh. À, khi mà gặp mọi người thuộc một bài này rồi chuyển hợp âm bài này ngon lành, nhưng mà gặp những bài hát khác cái thứ tự hợp âm nó không còn giống cái bài hát chúng ta đã quen thuộc nữa, thì nếu chúng ta không tập luyện chúng ta sẽ lại gặp cái chuyện là chuyển hợp âm không được nhanh, không được đúng nhịp, không chuẩn và lại chán nản, lại bắt đầu sao mình học không tiến bộ thế này kia. Thì cái đấy là chúng ta cần cố gắng nhé, phải kiên trì. Ngày nào mình cũng tập đấy. Tập như thế. Với cả một cái bài nữa mà Vĩnh chia sẻ rồi, không biết mọi người có chịu tập không, là bài này. Chưa bấm được ngón nút này thì chịu khó tập những cái bài luyện ngón này để chúng ta có thể bấm được. Ví dụ pha mà không biết bấm ngón nút thì vứt, đúng không? Rồi đô mọi người có thể bấm như này được. Nhưng mà khi chúng ta quạt thì chúng ta có cái quạt vào cái lốt mì này nó không hay lắm đâu, mà cho nó bằng cái lốt son này nó sẽ hay hơn.
nha. Đó, rồi những cái hóa âm chạm trên này, nếu mà chúng ta không sử dụng được cái ngón út này thì làm sao chúng ta có thể chơi những hóa âm chạm này. Là thì mọi người có người sẽ nói mọi người bấm như thế này. Vĩnh thì bấm như thế này. Tay mọi người yếu thì bấm như thế này. Có vẻ nó hợp lý hơn, nhưng mà với những người ngón tay ngắn như Vĩnh thì không thể nào mà bấm như thế này được. Đúng không? Bấm này rất khó. Hay bị tịt lắm. Như này thì không thể. Đó. Những hóa âm dưới này. Đây là nó gần nhau như này, nhưng mà bấm rê chúng ta bấm như này khó đúng không? Hoặc là bấm như thế này nó cũng khó nữa. Ngón út này nếu mà chúng ta bấm được như này thì ngón út sẽ giúp chúng ta đi được những cái lốt khi chúng ta chơi finger style. Nó cũng rất lợi hại, thì mỗi kiểu bấm nó có một kiểu khác nhau. Ví dụ như la trưởng thì mọi người có thể bấm như này đúng không? Như cái thế rê trưởng này, đây là hợp âm rê trưởng nha, chúng ta lên đây thì nó thành la trưởng đúng chưa? Nhưng bình thường thì chúng ta lại cứ bấm như thế này. Đó, ba ngón, mỗi ngón một giây, nhưng bấm như thế này có phải nó dễ hơn không? Thì nó sẽ thành một thói quen. Và mọi người cố gắng, cái quan trọng nhất là để giúp chúng ta mà chuyển hợp âm nhanh, chính xác, nhuần nhuyễn thì đầu tiên chúng ta phải biết hình dáng của hợp âm đấy là điều đầu tiên đó. Và tiếp theo là chúng ta cứ hàng ngày luyện ngón, và cái sự tiến bộ của chúng ta thì không phải là tập luyện cái nhìn thấy ngay đâu. Mọi người hôm nay thấy đánh như thế này chưa được, nhưng một tháng sau mọi người đánh thấy nó trơn tru thì đấy, sự chuyển biến đấy nó là tiến bộ. Đừng nghĩ là sao mình chơi mãi không thấy tiến bộ gì nha. Anh em ra trường lớp học các thứ thì Vĩnh không biết. Toàn bộ những cái gì Vĩnh học được thì đều là tìm tòi trên YouTube, với cả trên những cái trang kiến thức ở trên mạng ấy, nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì đa số là quảng cáo. Vĩnh đang viết blog để chia sẻ với mọi người về những cái lý thuyết đấy. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ. Khi nào mà cái blog này nó hoàn thiện chút thì sẽ show lên đây để mọi người xem. Anh em là có thể muốn đọc lý thuyết liên quan đến việc chơi này có thể vào đấy đọc được ngay, không phải liên quan gì đến quảng cáo hay gì hết nữa. Muốn xem cái video nào mà liên quan đến việc chúng ta chơi thì trong đấy Vĩnh sẽ cố gắng đưa hết vào trong đấy, cố gắng hệ thống mọi thứ lại, kể cả việc mà học đàn đơn giản nhất từ khi mà mới mua đàn tới lúc mà chúng ta đẹp hát được là như Vĩnh. Thì Vĩnh sẽ tóm gọn lại, hệ thống lại làm sao chúng ta tập luyện trong cái thời gian ngắn hay dài thì tùy khả năng, tùy cái quỹ thời gian của mỗi người. Nhờ tập luyện thì từ lúc mà chưa biết đàn tới lúc có thể đẹp hát một bài hát đơn giản nhất, rồi những cái bài khó khăn phức tạp thì mọi người lại phải tự tập luyện, qua thời gian tập luyện chơi nhiều thì mới chơi được. Vĩnh thì cứ đơn giản thôi. Người nhớ nha, tư thế cầm đàn luyện ngón hàng ngày vậy thôi, ngày nào cũng vậy nhé. Để hỗ trợ cho khả năng cảm âm của chúng ta thì phải lên dây đàn đấy. Này rơi đây, cái máy này 100.000 nhé, còn anh em có điều kiện thì mua cái mấy trăm nghìn cũng được. Với mình thì cứ chơi cái loại đấy đâu, cố gắng nha. Và khi có cái lên dây rồi thì cố tìm hiểu là ở trên này làm sao để cho nó không bị chênh nhau quá.
Ví dụ như cái đàn của Vĩnh thì cái cần này nó hơi hướng mình trước, bởi cần nó quá mọc. Vĩnh có tăng rồi nhưng mà không tăng nữa thì đây tới đây nó trùng nhau, chứ lên tới đây là nó khác rồi. Đó, cho nên là Vĩnh ít khi Vĩnh chơi lên trên này lắm, chỉ chơi từ ngăn số 7 trở về đây rồi. Âm thanh nó còn chấp nhận được, cái trên đây thì nó quá trình. Video này thì chia sẻ với mọi người vậy thôi. Hy vọng chút cái kinh nghiệm này có thể giúp chúng ta tập luyện nó dễ dàng hơn một chút trong cái việc chuyển hợp âm nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.